Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu các bộ ngành địa phương. Tại điểm cầu Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì. Năm 2023, công tác chuyển đổi số của Việt Nam đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Hiện cơ quan nhà nước đã đưa vào vận hành, khai thác 7 cơ sở dữ liệu quốc gia. Tỷ lệ các bộ, tỉnh đã xác định danh mục cơ sở dữ liệu đạt 64%. Bộ Công an triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chia sẻ dữ liệu cho 15 bộ ngành, 63 địa phương, 4 doanh nghiệp, phục vụ hơn 1,3 tỷ lượt yêu cầu tra cứu, 537 triệu lượt đồng bộ thông tin, đã cấp trên 84,7 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, 70,2 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân. Đến hết năm 2023, phấn đấu triển khai 81% thủ tục hành chính là dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, 48,5% thủ tục hành chính được triển khai là dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ, toàn quốc đã phê duyệt cấp độ an toàn đạt 65%. Đại diện các bộ, ngành, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương cũng đã tham gia thảo luận tại phiên họp. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao những kết quả đã đạt được, sự tham gia ủng hộ tích cực của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới.